Xin chào các bạn, hôm nay shop Tiến Phong Thủy Môn Sơn xin giới thiệu bạn bộ Nhật Bản Lang phiên bản 2 của shop. Bộ Nhật Bản Lang lần này gồm có 3 thanh, tiểu kiếm 57cm, trung kiếm 79cm, thượng kiếm 100cm. Khi mua kiếm, bạn sẽ được tặng kèm một cái gỗ 3 tầng như thế này. Thế thì cái bộ Nhật Bản Lang phiên bản 2 của shop này nó sẽ khác hoàn toàn so với bộ Nhật Bản Lang phiên bản 1 của shop. Đây là cái mẫu bộ Nhật Bản Lang phiên bản 1 của shop. Về phần thiết kế chuôi kiếm và vành kiếm nó khá là đẹp mắt, nhưng có một cái vấn đề ở đây là khi mà vấn đề về vận chuyển thì nó sẽ dễ va đập với nhau và gây lỗi trên phần vỏ. Thế thì bây giờ shop đã ngừng bán cái mẫu đấy và chuyển sang cái mẫu phiên bản 2 này. Về chủ đề của bộ Nhật Bản Lang phiên bản 2 thì nó vẫn về chủ đề là về sói, nhưng về thiết kế phần chuôi kiếm, phần vành kiếm, phần vỏ kiếm nó khác nhau. Thế thì bây giờ để các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn về cái bộ kiếm Nhật Bản Lang phiên bản 2 này thì shop sẽ lấy cái thanh trung kiếm dài 79cm này để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Đây là phần thiết kế về phần chuôi kiếm. Đây là chuôi kiếm này. Đây là phần vành kiếm này. Chuôi kiếm thì được làm bằng nhựa đặc nguyên khối. Vành kiếm thì được làm bằng hợp kim mạ giả vàng và có những họa tiết rồng ở trên này. Ở phần vỏ kiếm thì vỏ kiếm được sơn mài màu đen này và có câu một cái cuốn dây dù. Ở cuối phần vỏ kiếm thì có một hợp kim mạ giả vàng cũng có biểu tượng hình rồng. Còn ở phần bên trong lưỡi kiếm đây là phần thiết kế bên trong phần lưỡi kiếm. Trên lưỡi kiếm nó có in hình sóng lượn. Lưỡi kiếm được làm bằng thép carbon và sống kiếm thì nó dày khoảng gần 3mm. Lưỡi kiếm nó dày khoảng 1mm. Kiếm này chỉ để trưng bày và không có khả năng gây sát thương các bạn nhé. Đấy, đến tổng quan về phần lưỡi kiếm thì tất cả lưỡi kiếm của thượng kiếm hay tiểu kiếm thì nó sẽ giống ở phần trung kiếm thôi. Thế nếu mà các bạn muốn đặt mua cái bộ Nhật Bản Lang phiên bản 2 này của shop, hãy liên hệ với shop theo số điện thoại trên video. Shop sẽ tư vấn và hỗ trợ giao hàng cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.